Ông Trùm Tăng Chí Vĩ bị khui lại ảnh hôn người mẫu 26 tuổi. Tăng Chí Vĩ, 69 tuổi, gây tranh cãi khi hôn môi nữ người mẫu mới 26 tuổi trong bữa tiệc sinh nhật. Ngày 2 tháng 10, Trang Học Kỳ 01 đưa tin Tăng Chí Vĩ xuất hiện trong một bữa tiệc sinh nhật của người mẫu Malaysia Le Barre. Đáng chú ý, ông Trùm giới giải trí Hồng Kông còn hôn người đẹp đáng tuổi con. Hình ảnh được cắt ra từ chính video mà Le Barre đăng tải trên trang cá nhân nhiều khán giả thấy phản cảm trước hành động của Tăng Chí Vĩ, cho rằng ông đã nhiều tuổi nhưng có những hành vi phóng đảng, không đứng đắn. Còn có thông tin Tăng Chí Vĩ là người tổ chức tiệc sinh nhật cho Le Barre, nụ hôn gây nhiều tranh cãi. Theo học kỳ 01, Le Barre là người mẫu gốc Malaysia, thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc của giới thượng lưu Hồng Kông. Cô cao tới 1,8 mét, thân hình gợi cảm, phong cách bốc lửa. Ngoài Tăng Chí Vĩ, Le Barre cũng quen biết nhiều ngôi sao trung niên khác như Trần Bách Tường, Trịnh Đăng Thụy. Cô được cho là con gái nuôi của doanh nhân dư cẩm cơ. Học kỳ không một bình luận, sự nghiệp người mẫu của Le ba Rơ khá bình thường, nhưng cô quen biết nhiều ngôi sao trong giới giải trí. Thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc của giới nhà giàu, người đẹp thường khoe cuộc sống xa hoa và thân hình nóng bỏng trên trang cá nhân. Đáp lại những thắc mắc về mối quan hệ với người đẹp trẻ tuổi, Tăng Chí Vĩ cho biết lúc đó ông tham gia một bữa tiệc khác, được bạn bè rủ sang tiệc sinh nhật của Le ba Rơ nam diễn viên khẳng định không quen cô từ trước và không tổ chức tiệc sinh nhật cho nữ người mẫu. Về nụ hôn gây tranh cãi, Tăng Chí Vĩ cho biết tôi hôn theo phép lịch sự thôi, không có gì quan trọng cả. Tuy nhiên, câu trả lời này càng khiến công chúng vẫn nộ bởi như vậy Tăng Chí Vĩ đã cưỡng hôn nữ người mẫu dù không quen biết cô. Hành động của Tăng Chí Vĩ bị đánh giá làm mất mặt đài TBV, làm lộ bản chất trăng hoa của ông trồng giới giải trí Hồng Kông. Trước đó, Tăng Chí Vĩ có biệt danh là lão nam ham chơi vì thường xuyên tham gia những buổi tiệc tùng thác loạn và có nhiều người đẹp trẻ tuổi vây quanh. Những bê bối đời tư của Tăng Chí Vĩ Theo học kỳ 01, Tăng Chí Vĩ là ngôi sao quyền lực trong giới giải trí hương cảng. Ông là diễn viên gạo cội, từng tham gia vào nhiều bộ phim kinh điển, đồng thời có mối quan hệ rộng rãi với các ngôi sao hàng đầu khác. Ông đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành đài TBV, có quyền lực lăng xê, phân phối tài nguyên cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên, Tăng Chí Vĩ cũng là nhân vật tai tiếng nhận nhiều lời tố cáo lợi dụng cảnh quay để sàm sở bàn diễn. Trong đó, nổi tiếng nhất là hai vụ việc của nữ diễn viên Dư Thiến Văn và Lam Khiết Anh. Theo đó, Tăng Chí Vĩ và Dư Thiến Văn từng đóng chung trong phim Chiến trường An Lạc. Có cảnh quay Dư Văn Thiến bị nam diễn viên cưỡng bức. Tăng Chí Vĩ lấy lý do để phục vụ diễn xuất yêu cầu Dư Thiến Văn cởi bỏ quần áo. Trong lúc quay, ông ta đã lợi dụng cơ hội biến giả thành thật. Nữ diễn viên Dư Thiến Văn la hét phản đối kêu cứu nhiều lần nhưng đoàn phim tưởng là diễn xuất của cô nên không can thiệp kịp thời. Một lúc sau, họ mới tới ngăn cản Tăng Chí Vĩ. Sau bộ phim, Dư Thiến Văn rời khỏi giới giải trí vì cú sốc tinh thần quá lớn. Thế nhưng, sau này bị hỏi về vụ việc, Tăng Chí Vĩ đáp, tôi yêu cầu cô ấy diễn thật để đem lại hiệu quả tốt nhất cho bộ phim. Diệp Thiến Văn cũng đã đồng ý. Lúc này, nữ đạo diễn mỹ thuật có mặt tại đó liền mắng ông là kẻ vô nhân tính. Tăng Chí Vĩ cũng bị chỉ trích thậm tệ và bị coi là người đã gây ra những đau thương cho cuộc đời của Ngọc Nữ Lam Khiết Anh. Lam Khiết Anh từng là nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất xứ Hương Cảng. Nhưng sau đó, cô dần biết mất khỏi giới giải trí, trở nên điên dại, lang thang khắp đường phố. Năm 2014, Lam Khiết Anh trả lời phỏng vấn cho biết kẻ hại đời cô là hai ông trùm giới giải trí Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vĩ. Nữ diễn viên chia sẻ khi tới Singapore để quay phim, một gã đàn ông say rượu đã lẻn vào phòng cưỡng hiếp bà Thời điểm đó làm khiết anh không có tiếng nói nên không dám báo cảnh sát. Không dừng lại ở đó, Hàng Dĩnh Hoa, cựu chủ tịch công ty quản lý người mẫu danh tiếng pho mô độ khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tố cáo Tăng Chí Vĩ không chỉ cưỡng hiếp nữ nghệ sĩ một lần. Hàng Dĩnh Hoa tiết lộ Tăng Chí Vĩ thường đưa các cô gái trẻ đến quán bar cùng những người bạn khác chút thuốc mê bảy người mẫu trẻ. Sau đó đưa họ lên xe định dở trò đồi bại, dù vướng nhiều tai tiếng. Tăng Chí Vĩ vẫn có sự nghiệp thành công, được giao nhiều chức vụ lớn do có quyền lực ngầm khiến nhiều người e sợ.